Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Bây giờ chúng tôi lại trở lại với quý vị với chương trình Người Việt Luật Mỹ mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 893-3264. Hello, dạ chúng tôi nghe đây. Hello, dạ, dạ. Thì chúng tôi muốn đặt xin có câu hỏi với luật sư Liêm á. Dạ, tôi luật sư Liêm đấy ông. Dạ, ông có thể đặt câu hỏi. Dạ, dạ, thưa, dạ. Dạ, dạ, chào dạ, ông. Luật sư. Dạ. Dạ, ông có thể đặt câu hỏi. Dạ, dạ, thưa kính luật sư. Tôi đang bán một đang làm thủ tục bán một căn nhà đó, nhưng mà vợ tôi thì có chuyện bất ngờ đi về Việt Nam, chắc cũng phải nuôi gia đình trong vòng 3 tháng. Bây giờ nếu mà cái nhà bán đó, làm sao vợ tôi ký tên bây giờ luật sư? Dạ thì bây giờ đơn giản lắm, ông sẽ trước khi bà đi đó, bà phải làm cho ông cái giấy ủy quyền, nó gọi là cái power attorney. Trong giấy quyền đó nó sẽ cho phép là ông được quyền thay cho bà để ký giấy tờ liên hệ cái việc bán cái căn nhà đó. Chỉ vậy, đơn giản vậy thôi. Dạ. Và cái giấy đó là cái giấy ủy quyền đó phải được thị thực nha ông. Dạ. Dạ thì thường đó ông có thể hỏi luật sư hoặc là mấy cái nhiều khi một vài cái văn phòng địa ốc họ cũng có thể giúp ông được. Còn chắc chắn văn phòng luật sư thì họ có thể giúp cho ông được. Ông chỉ cần biết là cái nhà của ông mang theo cái nhà của ông đó. Cái grand deed, cái giấy chủ quyền nhà đó, yeah, thì yeah. Đại khái bà sẽ nói là tôi tên gì đó nhé, yeah. Thì có ủy quyền lại cho phép chồng của tôi tên là gì đó có toàn quyền, có thể thay mặt tôi để có thể bán chuyển nhượng cái căn nhà đây ở địa chỉ số này, cái legal description là sao, và yeah. Ông cũng có toàn quyền để ký những giấy tờ cần thiết để mà thực hiện cái chuyện bán nhà đó. Và vậy thôi, xong rồi bà ký, xong rồi ở dưới là thị thực chữ ký của bà. Dạ, dạ cái giấy đó bây giờ mình lên luật sư làm được không hay là dạ luật sư có dạ luật ngoài Staple nó có mua ở ngoài đó cũng có, nhưng mà tôi chỉ sợ rằng đó những cái giấy ủy quyền mà nó bán ở Office Depot chẳng hạn đó thì có thể nó không không có trực tiếp áp dụng cho cái chuyện này, tại vì nó có nhiều loại ủy quyền lắm, dạ, chứ không dạ. phải là một cái ủy quyền, mà trong cái vấn đề ủy quyền này đó thì nó đặc biệt là nó cho phép ủy quyền cho ông để ông có thể bán căn nhà đó hay là chuyển nhượng, hay chuyển nhượng đó, đồng thời ký giấy tờ liên hệ cho loan vân vân gì đó. Thành ra nó escrow, thành ra nó nếu mà có thể đưa văn phòng luật sư làm thì tốt hơn, yeah. Là ông lấy cái form yeah. kia, tại vì nhiều khi bà ký rồi thị thực rồi cuối cùng đưa ra escrow hay đưa ra để mà bán đó thì nhiều khi họ nói cái này không được, không chấp nhận, không có đúng luật chẳng hạn, thì lúc đó không lẽ bà phải quay trở về mà bà ký sao? Dạ. Dạ 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 thôi để tôi sẽ liên lạc với một luật sư rồi dạ. tôi xin lên làm dạ. cái giấy. Dạ cảm ơn ông ha. Dạ thì chào ông. Cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ. Hello, dạ chúng tôi ở đây. Dạ thôi, tôi muốn nói chuyện với luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Dạ dạ cậu, tôi luật sư Đỗ Hiếu Liêm đây. Dạ chào ông. Ông có thể đặt câu hỏi. Dạ thưa luật sư. Dạ. Dạ thưa luật sư, tôi ngoại tình đó. Rồi vợ tôi nó bắt gặp tôi bên nó đòi lấy nhà thôi, thì có cái luật đó có đúng không ạ? Không. Cái việc mà ngoại tình nó không có liên hệ về... Ông ở tiểu bang nào vậy? Tôi ở California. Dạ, ở California đó, thì cái việc mà ly dị đó là no fault divorce, tức là ông có ngoại tình hay ông không ngoại tình, ly dị đó nó không có ảnh hưởng gì hết. Còn cái tài sản mà của ông với bà đó, thì bà bởi vì ông ngoại tình mà bà có quyền lấy cái tài sản của ông. Đương nhiên cái chuyện làm của ông về khía cạnh xã hội hay là luân lý thì nó có thể nó không đúng. Nhưng mà về vấn cạnh tôi chỉ có thể trả lời về vấn đề luật pháp. Thì đối với những cái tài sản mà chung của ông bà, tức là những tài sản tậu khi ông bà lấy nhau đó, thì cái tài sản đó vẫn phải chia đôi. Bất kể là lỗi phải của người nào. Ok. Rồi, ông có câu hỏi gì khác không? Thưa, tôi có một câu hỏi cuối cùng nữa. Là tôi hay theo dõi cái show của luật sư đó. Dạ. Yeah. Thì bây giờ tôi thấy luật sư rất là đẹp trai ra, trẻ ra nhiều. Cảm ơn ông. Không dám. Dạ, yeah. Cảm ơn ông nhiều lắm. Nha. Yeah.
Dạ, chúc ông may mắn nha. Dạ, kính chào Merry ông. Christmas, sư. Dạ, xin Merry Christmas cho ông. Dạ, cảm ơn ông. Dạ, chúng tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Hello. Hello. Dạ, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Hello, dạ. Hello. Dạ, dạ chào ông, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Hello, dạ thưa kính thưa luật sư, dạ thưa tôi muốn muốn luật sư trả lời dùm cho tôi câu hỏi này, dạ thưa. Dạ thưa, tôi có bảo lãnh nuôi cho vợ tôi với hai con qua Mỹ. À hả. Ngày 18 tháng 9 dạ 2014. Nhưng mà sau đó dạ 10 ngày thì ba người á dạ được có thẻ an sinh xã hội. Rồi tiếp đến là con tôi 13 tuổi với con tôi 16 tuổi thì dạ nhận được thẻ xanh. Chị riêng vợ của tôi á, chị riêng thì có vợ tôi á sinh 1959 á, cho đến giờ này là gần 3 tháng rồi mà chưa thẻ xanh, chưa về. Xin luật sư dạ giúp đỡ trả lời dùm cho tôi biết để tôi yên tâm. Dạ, tôi nghĩ chắc không sao, nhưng mà có thể ông nhờ cái văn phòng dịch vụ nào đó họ liên lạc với lại bên sở di trú để mà họ có thể cho bà cái thẻ xanh. Tôi nghĩ là một khi vợ ông nó được qua đây, con ông cũng đã được thẻ xanh rồi, thì chỉ sớm muộn gì vợ ông cũng sẽ được thẻ xanh thôi. Chứ tôi không nghĩ là có vấn đề gì đâu. À, tuy nhiên đó, nếu mà ông lo lắng thì ông có thể nhờ cái văn phòng dịch vụ nào để giúp trong vấn đề thẻ xanh để đưa vợ con ông qua đây đó, thì họ có thể liên lạc hay viết thư, văn thư cho sở di trú để mà họ theo dõi. À, và để biết tại sao mà nó không có gửi đi liền cho bà nhé. Chứ tôi thì tôi không có ý kiến gì, tại vì tôi không có nắm hồ sơ đó đó. Với lại tôi nghĩ rằng nếu mà vợ và con đã được qua đây rồi thì trước sau gì thì cũng sẽ nhận được cái thẻ xanh thôi nhé. Dạ cảm ơn ông. Hello, dạ chúng tôi nghe đây. Dạ dạ, em xin chào luật sư Liêm. Dạ thưa luật sư, em có một câu hỏi này là mấy cái ông ở City Hall, ông có cấm cái speed limit mà cái đèn nháy nháy mà để cho giảm tốc độ. Em ở trước trường học của luật sư kìa. Yeah. Thì em có nói với cái ông ở City Hall là ông nói thôi ông cấm cái cây nó sai cái trước nhà tôi á, thì ông cấm cho nó đẹp đẹp đi rồi Christmas đó, thì tôi có món quà cho ông. Thì một tuần sau thì ổng cũng tới ngay chỗ trước nhà em á, ổng lấy cái bảng cấm quẹo trái mà trước đó cấm trước nhà em rồi, ổng cấm qua bên trường học. Thì em nghĩ thôi Christmas muốn gửi cho ổng món quà, thì bây giờ nhân dịp gặp ổng trước nhà em á, thì em có gửi cho ổng cái lì xì 200 á luật sư. Oh, yeah. Thì ổng lấy 200 nó về, ổng báo lại cho supervisor của ổng. Supervisor ổng có viết một lá thư kèm theo cái 200 đồng nó trả lại cho em, mà không trả cho em mà trả qua cái đường bưu điện mà gửi bằng bảo đảm. Thì em không biết khi em nhận lá thư nhận bảo đảm thì em ra bưu điện em đưa driver license của em cho bưu điện, bưu điện ký hết xong cái tên của em rồi cho em nhận lại cái lá thư của ông supervisor của City Hall viết với lại kèm 200 đồng lấy về. Thì ngày hôm sau thì police tới nhà em muốn lấy lời khai của em với luật sư. Ừ. Rồi hỏi ngày kia em cũng kể hết giống hồi nãy giờ em nói cho luật sư nghe vậy đó. Thì em không biết là trong tương lai chuyện gì sẽ xảy ra với em nữa luật sư cho em biết đi luật sư. Ok, điều thứ nhất đó là ở Mỹ đó không bao giờ mình cho tiền một cái nhân viên chính phủ hết đó, bởi vì cái đó là hình thức hối lộ để họ có thể làm một cái favor gì cho mình. Ok. Yeah. Ở Mỹ đó, Việt Nam thì cái chuyện đó thông thường, nhiều khi mình phải bỏ tiền ra, nhiều khi nó còn đòi tiền mình nữa để mình để nó làm cho mình. Nhưng mà bên Mỹ cái chuyện đó là tuyệt đối em không nên làm. Do đó đó, cái việc mà em gửi 200 đồng cho cái người mà nhân viên của thành phố đó, thì cái chuyện là liền không đúng, và họ làm rất là đúng là họ trả lại số tiền của em. Nhưng mà bởi vì em gửi tiền, do đó sẽ đặt lên cái vấn đề điều tra để coi người đó có làm chuyện gì tầm bậy hay không, hay em có làm chuyện gì tầm bậy hay không, thì vi phạm luật hay không. Thì nếu mà dựa trên lời em nói đó, thì tôi nghĩ đó chỉ là một cái lỗi lầm thôi, do cái sự khác biệt giữa cái văn hóa và có thể cái cuộc sống mà ở bên Việt Nam mà em đem qua bên Mỹ.
Em nghĩ là Việt Nam mình làm chuyện đó là thông thường, nhưng mà bên Mỹ chuyện đó là cấm nhặt, là không được. Thì có thể họ cũng không có truy tố gì em đâu. Tuy nhiên, trong tương lai đó, nếu mà cảnh sát muốn tiếp tục nói chuyện với em, thì em không nên tự nhiên mà nói chuyện với cảnh sát, mà nên có một cái người luật sư có mặt ở lúc đó để mà mình nói chuyện. Ok? Tại vì những cái điều mà em nói đó, cảnh sát có thể dùng để nếu cần, để nếu mà thấy rằng những điều em nói đó phạm luật thì họ có thể dùng để truy tố cho em. Thêm vào nữa, nếu mà họ truy tố cho em đó thì thường họ sẽ gửi một cái thư và họ cho biết là họ sẽ cho em cái tích kịch và họ sẽ truy tố. Cho đến bây giờ thì cảnh sát lấy lời khai của em nhưng mà họ có cho em cái tích kịch nào chưa? Thì bữa hôm cảnh hai người cảnh sát tới nhà của em thì có lấy cái confirmation của em ghi vô. Bữa hôm đó giờ trừ là 10 ngày rồi đó luật sư. À, mà họ Mà có cho em lấy giấy. xe của em ghi vô mà tới bữa nay em chưa thấy gì hết đó luật sư. Ok, nếu mà họ chưa có gì hết đó, thì có thể không sao, họ chỉ điều tra vậy thôi. Ok. Nhưng mà trong tương lai nếu điều thứ nhất là từ đây về sau đừng bao giờ làm cái chuyện như vậy nữa. Ok. Ok, mình không như không. Luật sư cho em hỏi thêm một câu nữa thôi luật sư. Rồi ví dụ như Và nếu mà trong tương lai nếu mà cảnh sát mà liên lạc với em để mà chẳng hạn viết giấy tờ truy tố em thì em phải kiếm luật sư thôi. Ok. Rồi. Luật sư cho em hỏi một câu cuối cùng thôi. Ví dụ như trong tương lai mà em có việc em đi về Việt Nam thì tới phi trường có bị rắc rối gì không luật Không, sư? không có bị rắc rối gì hết đó. Chắc chắn không có bị rắc rối gì hết đó. Em đâu có làm chuyện gì đâu. Cho đến bây giờ đó, em không có bị truy tố gì hình sự, em cũng không có bị kết án gì hình sự. Thì cái chuyện em cứ đi về Việt Nam không thành vấn đề. Em có quốc tịch Mỹ, phải không? Ok, nếu em có quốc tịch Mỹ thì không có vấn đề gì hết đó. Ok. Thưa luật sư, ví dụ như sau này mà police đang tới nhà em là em cũng mời luật sư tới nhà em luôn hả luật sư? Dạ, thì nếu cảnh sát á, mà đến nhà em mà họ muốn hỏi em đó, thì em lúc đó em phải nói rằng tôi không có thể trả lời được trừ khi có mặt của luật sư của tôi ở đây. Bữa hôm đó em không chịu nói Dạ. mà ông nói nếu mà em công khai là ông bắt em đi tù liền á thì cô á quan luật sư ông nói nếu mà không khai là ông bắt đi treo right now luôn hèn chị Dạ, em mới kể cho ông nghe luật sư. nó chỉ hâm vậy thôi. Cho họ thật sự cái người cảnh sát mà hâm như vậy là không đúng luật nhé. Dạ. Em cảm Ok. ơn luật sư Rồi cảm nhiều. ơn chị em. Dạ chào Dạ, luật dạ sư. chào em. Dạ 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 chào bye em. bye. Bye bye. Đến đây thì chúng tôi tạm ngưng để đài chạy phần quảng thương mại và sẽ trở lại quý vị sau cái phần quảng cáo thương mại. Và xin cảm ơn.